các bạn nha. Thì ngoài làm ná ra thì mình rất là thích thưởng trầm nha các bạn. Thì mình có sưu tầm rất là nhiều trầm nha các bạn. Thì bạn nào có đam mê giống như mình thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình nha, mình để trên màn hình nha các bạn. Thì ở đây mình có bán toàn bộ các loại nhang về trầm nha các bạn, tất cả các loại ha, trầm có tâm và trầm không tâm và trầm vân mây, tất cả các loại mình đều có ha. Đặc biệt trầm của mình là trầm kiến nha các bạn, trầm kiến muối nha. Ở đây thì trầm kiến muối này thì rất là xịn sò nha các bạn. Ở đây các bạn có thể chiêm ngưỡng ha. Đây là trầm kiến muối nha các bạn. Rất là đẹp, rất là thơm nha các bạn. Còn đây là trưng bày ha, trầm trưng bày ha các bạn. Rất là nhiều loại ha. Các bạn nào có nhu cầu mà thưởng trầm á, có thích về trầm á thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hai chào các bạn nha. Ngồi test cho cây bằng lăng các bạn. Chạc 73 nha. Bên này tung hứng nha, ngồi đây bắn cái bật lửa nha các bạn. Tung hứng nha. Ok. Rất là may mắn nha các bạn. Rất là may mắn nha các bạn. Rất là may mắn ha. Cây bằng lăng chạc 73 nha các bạn. Cây này rất là độc ha. Rất là ok nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.